Xin chào các khán thính giả của XT6 Podcast. Mình là Lương Xuân Trường. Chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong tập 9 của series Lương Xuân Trường The Story. Đây là series đầu tiên trong dự án podcast của mình. Với những ai lần đầu biết đến kênh, mọi người có thể ghé vào kênh để nghe các tập trước đó, nơi mà mình đã kể khá nhiều những câu chuyện liên quan đến bóng đá, từ đó giúp cho những ai quan tâm có thêm những góc nhìn thú vị và hiểu rõ hơn về cái nghề được gọi là quần đùi áo số này. Và mọi người đừng quên, các tập trong series này sẽ được đăng tải vào 9 giờ tối thứ tư hàng tuần dưới dạng video trên nền tảng YouTube và audio trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Ở hai tập vừa qua, chúng ta đã được sống lại trong những tháng ngày vô cùng tuyệt vời của bóng đá Việt Nam với khởi đầu là vòng chung kết U23 châu Á. Trong tập trước, mình có nói rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với mình. Vậy, theo bạn, đâu là điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình từ trước đến nay? Không thể cùng thầy Zoom và đội tuyển U19 Việt Nam giành chức vô địch một giải quốc tế nào. Những giọt nước mắt sau trận thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016 hay là trận thua tủi hổ trước U22 Thái Lan ở SEA Games năm 2017. Phải nói thật là đó là những thất bại đầy đau đớn. Cảm xúc của mình đã được bộc lộ ra hết sau những trận đấu đó. Tuy nhiên, có một sự tiếc nuối mà thậm chí mình còn không thể hiện ra được, và đó sẽ là điều mình nói ở trong số podcast ngày hôm nay. Dành cả thanh xuân để chủ hạng. Đây từng là một dòng trạng thái vui của Minh Vương sau khi V-League 2019 khép lại. Đúng vậy, đây là một câu nói vui, nhưng đó cũng là sự thật. Câu nói ấy là nỗi niềm của hầu hết các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong suốt khoảng thời gian từ sau khi được đưa lên đội 1, khi năm nào cũng phải chật vật để trụ hạng. Là cầu thủ bóng đá, vận động viên hay bất kể ai trong cuộc sống này cũng vậy thôi, đều muốn mình sẽ đạt được một thành tích nào đó đáng kể. Ở cấp độ câu lạc bộ, mình đã khoác áo rất nhiều đội bóng, từ Hoàng Anh Gia Lai, Incheon United, Gangwon FC, Buriram United, câu lạc bộ Hải Phòng hay hiện tại là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những khoảng thời gian thi đấu cho các câu lạc bộ này mình đều trân trọng. Nhưng nếu để nói về đội bóng nào gắn liền với sự nghiệp của mình nhiều nhất thì có lẽ hình ảnh mình gắn với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn đậm nét nhất trong dấu ấn của mọi người từ trước đến nay. Cũng dễ hiểu thôi, bởi mình đã gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai một khoảng thời gian rất dài, 16 năm kể từ khi mới còn là một cậu bé cho đến lúc trở thành một người đàn ông đã có gia đình. Hoàng Anh Gia Lai luôn là nơi mà mình gắn bó, thậm chí trong cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Khoảng thời gian mình sinh sống tại Pleiku còn dài hơn cả những năm tháng mình được ở với gia đình mình tại Tuyên Quang. Không quá khi nói, Hoàng Anh Gia Lai là nơi đã tạo nên con người mình bây giờ, từ chuyên môn bóng đá cho đến sự hình thành về mặt tính cách con người. Mình luôn cảm thấy may mắn khi được ở trong một môi trường bóng đá được đầu tư bài bản như vậy. Nơi đó, mình được các thầy dạy dỗ, có những người anh em kề vai sát cánh. Khi còn là học viên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, mình đã luôn mong rằng sau này có thể cùng anh em giành chức vô địch V-League. Mình vẫn nhớ đến dịp cuối tuần là tụi mình lại háo hức để đi xem đội 1 ra sân, được xem Lý Nguyễn, Thông Lao và các anh lớn trình diễn những trận đấu đầy cảm xúc trên sân nhà đã khiến giấc mơ của mình ngày một to lớn hơn. Như mình đã chia sẻ trong tập 4, trận đấu đầu tiên ra mắt V-League của các cầu thủ khóa 1 JMG đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Đội thắng 4-2, mình, Tuấn Anh và Công Phượng đều ghi những bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên sau đó Hoàng Gia Lai gây thất vọng lớn. Cuối mùa bóng, đội chỉ xếp ở vị trí thứ 13, vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Những năm tiếp theo, tụi mình có phần nào đó quen hơn với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Toàn đội cũng có những trận đấu cảm xúc, tạo sự hưng phấn cho khán giả. Trong 2 năm mình thi đấu ở Hàn Quốc, Hoàng Gia Lai đứng ở vị trí thứ 12 và thứ 10. Tới mùa giải 2018-2019, tình hình dần khả quan hơn khi đội xếp ở các vị trí thứ 10 và thứ 8. Đến năm 2020, lần đầu tiên tụi mình kết thúc mùa bóng ở vị trí nửa trên của bảng xếp hạng, đó là vị trí thứ 7. Qua từng mùa giải, thành tích của Hoàng Gia Lai có phần cải thiện. Tuy nhiên, với nhiều người thì Hoàng Gia Lai là một đội bóng sở hữu lượng cổ động viên đông đảo, có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Vì vậy, những vị trí này không thể thỏa mãn được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bản thân tụi mình cũng vậy, là những cầu thủ được ăn tập với nhau từ rất lâu, được tập huấn cọ sát với những đội bóng lớn. Nhưng khi được đôn lên đội 1,
thì chưa bao giờ bọn mình được tận hưởng cảm giác đua top đầu cả. Đó là kết quả đầy thất vọng. Vì thế nên cuối năm 2019, Minh Vương mới đăng status dành cả thanh xuân để trụ hạng. Nghĩ lại, câu nói ấy mới thật chua chát làm sao. Vì sao Hoàng Anh Gia Lai tập hợp nhiều những cái tên đầy triển vọng, nhiều cầu thủ được đánh giá cao và còn là trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong nhiều năm nhưng vẫn có thành tích không tốt? Rất nhiều người đã hỏi câu này, từ người hâm mộ cho đến giới truyền thông. Giờ bảo mình phân tích, bản thân mình cũng không biết giải thích ra sao. Trong bóng đá rất khó nói, càng khó giải đáp hơn với những câu hỏi như này, vì không có công thức nào đúng tuyệt đối cả. Chỉ có đội bóng đạt được mục tiêu của họ đề ra thì có nghĩa là những gì họ đã làm là đúng. Do đó mọi đánh giá đều sẽ chỉ mang tính cá nhân. Dưới góc nhìn của mình, nếu như lý tưởng nhất thì để đua vô địch, bản thân các cầu thủ từ lò đào tạo GMG cần được trải nghiệm nhiều hơn với môi trường bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên phù hợp, các cầu thủ ngoại binh chất lượng và hợp với lối chơi, chiến lược từ ban lãnh đạo và rất nhiều yếu tố khác liên quan đến dinh dưỡng, phòng tránh chấn thương, v.v. tùy thuộc vào sự định hướng của người đứng đầu câu lạc bộ. Mọi sự thất vọng diễn ra cho đến cuối năm 2020 khi thông tin huấn luyện viên Keti Sắc đồng ý làm huấn luyện viên trưởng của Hoàng Anh Gia Lai nổ ra. Dường như tất cả đều kỳ vọng vào một bộ mặt mới của đội bóng phố núi. Keti Sắc là huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan và cũng là huyền thoại của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Zico Thái chính là ngôi sao sáng giá nhất trong tập thể Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League liên tiếp hai mùa bóng 2003 và 2004. Hoàng Anh Gia Lai cũng là đội bóng đầu tiên ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Trước khi tới Việt Nam, dấu ấn lớn nhất của ông đó là giúp đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan trở lại với vị trí độc tôn tại Đông Nam Á trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. Với hai tấm huy chương vàng SEA Games, hai chức vô địch AFF Cup cùng tấm vé đi đến vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup 2018, ông chính là người dẫn dắt lứa thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan với những ngôi sao tiêu biểu như Chanathip, Thiraton hay Thirasin Dangda. Nhìn vào những thành tích này, mọi người lại càng kỳ vọng vào việc Zico sẽ giúp Hoàng Gia Lai lột xác. Cách huấn luyện của Zico tương đối khác biệt. Zico không phải là một người chỉ huy, chỉ đâu làm đấy. Zico giống như một người bạn, người anh chịu khó lắng nghe và chia sẻ nhiều với các cầu thủ. Zico luôn đưa ra những ý tưởng, một vài lựa chọn để cầu thủ tự ra quyết định. Ngay cả trong các bài tập thể lực, ông cũng không yêu cầu các cầu thủ phải chạy một quãng đường tương ứng với số phút quy định. Thay vào đó, ông luôn cho một khoảng để cầu thủ tự cảm nhận sức của mình, chạy được đến đâu thì chạy đến đó. Đa số những lần như vậy thì cầu thủ đều chạy vượt chỉ tiêu. Đây là phương pháp huấn luyện lần đầu tiên mình được trải nghiệm. Tâm lý tiếp cận các trận đấu của ông cũng khác. Đối với Zico thì 1-0 3 điểm là đủ. Sân nhà sẽ đặt mục tiêu tối thiểu 1 điểm. Nếu giành được 3 điểm thì đó coi như là phần thưởng. Sân khách chỉ đặt mục tiêu 1 điểm mà thôi. Nên sự chắc chắn mà Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra trong mùa giải 2021 là điều mà mọi người có thể nhìn thấy rõ. Ở giải đấu tập trước thềm mùa giải tại Bình Dương, Zico sử dụng sơ đồ 4-3-3. Chắc hẳn các đội bóng cũng bắt bài Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi với sơ đồ này khi vào giải. Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai lại chơi với sơ đồ 3-5-2. Đây cũng là điều mà nhiều đội bóng không đoán trước được. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới đã diễn ra rất hào hứng. Sự mới mẻ trong cách huấn luyện mà các cầu thủ lần đầu được trải nghiệm, cộng thêm hiệu ứng từ những thành công cùng đội tuyển Thái đã có từ Zico, khiến anh em có nhiều hy vọng hơn. Trận đấu đầu tiên bị thua trên sân khách trước Sài Gòn cũng mang lại sự lo lắng. May mắn là khi về sân nhà, đội ngay lập tức có chiến thắng đầu tiên trước Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu đó, Hoàng Gia Lai đã chơi không mấy ấn tượng, chưa được mượt mà như các vòng sau. Tuy nhiên, 3 điểm là điều cực kỳ quan trọng để giúp các cầu thủ có tâm lý tốt cho lượt trận tiếp theo. Hai vòng đấu sau đó, đội giành thêm 4 điểm sau chiến thắng Bình Định và trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Không nhiều người nghĩ Hoàng Gia Lai có thể thăng hoa được ở những trận đấu tới, nhất là khi đối thủ tiếp theo là nhà đương kim vô địch Viettel. Thậm chí sau trận hòa Hà Tĩnh trên sân khách, rất nhiều bài báo đã nói về việc Hoàng Gia Lai đang lục đục nội bộ. Đó là một tình huống diễn ra khi trọng tài nổi tiếng còi kết thúc. Mình và trung vệ Kim Đông Su có to tiếng với nhau. Đông Su cảm thấy đội mình hoàn toàn có thể thắng được, nhưng anh em lại chơi tương đối an toàn và cảm thấy hài lòng với một điểm kiếm được. Vì vậy nên đã liên tục phàn nàn với các đồng đội. Mình hiểu Đông Su muốn gì và hoàn toàn có lý, nhưng thứ nhất
trận đấu đã xong rồi, chúng ta có thể cùng nhau nói sau khi nghỉ ngơi xong. Thứ hai là một điểm trên sân khách cũng không phải là tồi, cho nên mình đã nổi cáu với Đông Xu vì Đông Xu đã phàn nàn quá nhiều. Và đó là chuyện hết sức bình thường giữa hai người đàn ông. Mình còn thấy nó mang lại hiệu ứng tích cực cho cả đội vì mọi người đều cảm nhận được sự quyết tâm và sự nghiêm túc của cả mình và Đông Xu cho mùa giải này là lớn như thế nào. Hai anh em sau đó thậm chí còn thân nhau hơn. Quả thật đúng như vậy, một điểm đầu tiên giành được trên sân khách đã tạo đà cho chuỗi thành tích ấn tượng sau đó. Bước ngoặt đã đến từ vòng đấu thứ 5, trước cuộc đọ sức với nhà vô địch mùa trước Viettel trên sân Hàng Đẫy. Không nhiều người tin rằng tụi mình có thể làm được, tuy nhiên ngày hôm đó, toàn đội đã chơi cực hay và đánh bại Viettel với tỷ số đậm 3-0. Sau trận đấu này, Hoàng Gia Lai cũng đã vươn lên vị trí đầu bảng. Thật sự lúc đó, mình không biết diễn tả cảm xúc của mình như nào. Chiến thắng đội đương kim vô địch lại còn được tận hưởng không khí trên đỉnh bảng xếp hạng. Đó cũng là lần đầu tiên tụi mình được biết cảm giác dẫn đầu V-League là như thế nào. Trận thắng Viettel như đã mở khóa tinh thần của toàn đội. Sau đó Hoàng Gia Lai càng chơi càng hay. Mình cùng các anh em liên tiếp vượt qua các đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa. Mãi đến vòng 12, Hoàng Gia Lai mới bị Bình Dương cầm hòa với tỷ số 2 đều ở sân nhà. Ngưng lại cảm xúc một chút ở trận thắng Hà Nội. Đó là trận đấu mà mình có nhiều cảm xúc nhất khi thi đấu cho Hoàng Gia Lai. Trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Hà Nội là trận cầu đinh của vòng 10. Khi đó Hoàng Gia Lai đang đứng nhất bảng, còn Hà Nội thì trong rất nhiều năm luôn là một đội bóng hàng đầu. Hoàng Gia Lai và Hà Nội cũng là hai tập thể có nhiều cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhất ở thời điểm đó. Vì vậy, giới truyền thông và người hâm mộ rất kỳ vọng vào trận đấu này. Về cá nhân mình, Hà Nội là đội bóng mà mình luôn muốn đánh bại bởi họ là đối thủ mạnh nhất của giải đấu. May thế nào ngày hôm đó, mình còn ghi bàn nữa. Ở khoảng cách chừng hơn 35m, mình tung cú sút bằng mu chân phải. Bóng đi nhanh, găm thẳng vào góc chữ A, tung lưới thủ môn Tấn Trường. Việc ghi được bàn thắng và đội giành chiến thắng là điều cực kỳ ý nghĩa. Có lẽ đó là khoảnh khắc mà mình đáng nhớ nhất trong sự nghiệp từ trước đến giờ. Sau khi ghi bàn, mình đã thực hiện màn ăn mừng một cách khá thú vị. Đó là mình đã chạy về phía biển quảng cáo của IRC, trung tâm phục hồi chấn thương do mình sáng lập. Anh em trong đội hiểu ý nên vừa chạy đến ăn mừng vừa cười rất khoái chí. Nhìn tổng quát, sau 12 vòng đấu đầu tiên, toàn đội chỉ để thua đúng một trận ra quân. 11 vòng đấu tiếp theo, tụi mình giữ mạch bất bại với 9 chiến thắng và 2 trận hòa, vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Viettel hay Hà Nội theo cách đầy thuyết phục. Lúc đó Hoàng Gia Lai dẫn đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 Viettel là 3 điểm và bỏ xa câu lạc bộ đứng thứ 3 là Than Quảng Ninh đến 10 điểm. Lúc đó nói đến chức vô địch thì vẫn hơi sớm, nhưng với những gì đang diễn ra, toàn đội rất có niềm tin rằng sẽ giành được danh hiệu đầu tiên ở sân chơi V-League. Hay chí ít cũng sẽ là lần đầu được nằm trong top 3 của giải đấu. Cảm giác thực sự rất lạ. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại vượt ra ngoài câu chuyện bóng đá. Đại dịch Covid-19 ngày càng có những diễn biến phức tạp. Chính phủ đã ra chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Lúc ấy đương nhiên các hoạt động bóng đá không thể diễn ra tiếp tục được. Sau rất nhiều thời gian trì hoãn, đến cuối cùng, ban tổ chức đã quyết định hủy kết quả thi đấu của mùa giải năm đó. Thành tích mà anh em giành được sau bao nhiêu sự cố gắng cuối cùng cũng trở về con số 0. Có chăng phần thưởng an ủi mà tụi mình có được là tấm vé dự cúp C1 châu Á năm sau. Lúc đầu mình nghĩ vì sự an toàn chung của toàn dân nên việc hủy giải cũng đúng thôi. Tuy nhiên sau này thấy giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn cho đá tiếp sau thời gian dài tạm hoãn mà không hủy luôn mùa giải như mình. Khi đó sự tiếc nuối mới thực sự hiện rõ trong tâm trạng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Tiếc nhưng chẳng thể làm gì, lúc đó mình và các anh em chỉ biết tự an ủi rằng không sao, năm sau vẫn sẽ giữ lực lượng này, mình vẫn có thể làm lại mà. Đúng là sau mùa bóng 2022 vẫn là huấn luyện viên Ketisak và dàn nhân sự đó. Tuy nhiên toàn đội đã không còn giữ được phong độ, không còn cuộc đua vô địch nào nữa, thay vào đó lại là dành cả thanh xuân để trụ hạng. Mùa giải 2022 toàn đội đã dồn toàn lực cho đấu trường AFC Champions League. Đó có thể là lý do chính. Phong độ của các cầu thủ cũng không còn duy trì được tốt như năm trước đó. Bản thân mình cũng gặp một số chấn thương vặt và bị Covid đến 2 lần. Điều này khiến việc tập luyện và thi đấu của mình bị ngắt quãng rất nhiều. Chỉ sau một mùa bóng thôi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù Hoàng Gia Lai đã để lại được khá nhiều dấu ấn tại cúp C1 châu Á, nhưng kết quả là vẫn bị loại sau lượt trận vòng bảng.
Cuối cùng, giấc mơ có thể vô địch V-League cùng nhau vẫn luôn dang dở. Mình không thể cùng các anh em Chí Cốt vô địch một giải đấu trong màu áo đội 1 Hoàng Gia Lai. Chắc chắn đó là điều đáng tiếc nhất rồi, bởi không dễ để cả đội có một năm thăng hoa đến vậy. Mùa giải năm ấy, đội có dàn ban huấn luyện mới đem đến sự tích cực về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Đội cũng đã sở hữu những ngoại binh chất lượng, cầu thủ nội thì các anh em của học viện đang ở đội 9 của sự nghiệp, cùng những sự bổ sung nội binh chất lượng như hai anh Tuấn Linh và Hữu Tuấn. Có nhân hòa đó, nhưng thiên thời và địa lợi thì lại không ủng hộ. Cuối năm 2022, mình và nhiều anh em khóa 1 của học viện như Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Trường nói lời chia tay với đội bóng. Thật lòng mà nói, đó là ngày rất buồn. Bọn mình đã ở cùng nhau từ hồi còn nhỏ, sinh hoạt lớn lên cùng nhau còn nhiều hơn là ở với gia đình, người thân của mình. Mình buồn khi phải chia tay các thầy và những người anh em, nói lời tạm biệt với vùng đất Gia Lai mà mình luôn gọi là quê hương thứ hai. Nhưng nếu việc ra đi là tốt cho cả câu lạc bộ và cho bản thân mình thì đó là điều nên xảy ra. Những gì đã có với nhau chắc chắn sẽ còn mãi ở đó. Mặc dù đã rời khỏi đội bóng nhưng Hoàng Gia Lai vẫn sẽ luôn là ký ức đẹp đẽ trong tim mình. Mình luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với chú ba cùng toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ. Với mình thì đây vẫn luôn là một trong những đội bóng có tiềm năng nhất để phát triển trở thành một đội bóng mạnh và chuyên nghiệp hơn ở khu vực châu Á. Hy vọng đến một ngày không xa, Hoàng Gia Lai có thể trở lại đầy mạnh mẽ và trở thành một đội bóng mạnh, luôn nằm trong top đầu của giải vô địch quốc gia. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc tập podcast ngày hôm nay tại đây. Nếu thấy hay và bổ ích, mọi người vui lòng nhấn like, chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh hơn. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những tập tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.